Trước khi xem, các bạn hãy bỏ ra một giây để ấn like, ấn đăng ký kênh để ủng hộ kênh và theo dõi những tập mới trên kênh nhé. Chúc các bạn xem vui vẻ. Vắng vẻ quá. Mọi người đều không có ở đây. Chị An Bình lúc trước nơi này láo nhiệt biết bao, khách tới rồi còn không có chỗ ngồi, hiện tại chỉ có hai trung star canh giữ nơi lớn như vậy, ngày tháng trôi qua thật quá khó khăn. Trong văn phòng có máy tính cùng mạng, cách phố ẩm thực của chợ hàng hóa Nghĩa Ô rất gần, em có thể đi mua chút đồ ăn vặt về xem phim Hàn. Em đã xem 3 bộ phim Hàn, 2 bộ phim Quỳnh Giao rồi, còn xem lại Anh Hùng Xạ Điêu của Hoàng Nhật Hoa một lần. Hoài niệm những ngày tháng đi theo chị Tịnh chạy thị trường ở bên ngoài ghê, mặc dù mỗi ngày đều rất bận chẳng qua lại học được rất nhiều thứ. Tuần trước chị Khổng còn ở Thụy Điển gửi đồ cho em postcard đó. Hiện tại chị ấy lại đi đâu rồi? Không biết, cho dù cảnh sắc có đẹp thì em vẫn rất tức giận. Chị Tiểu Vũ, chị đi đâu vậy? Cái mũ an toàn này là sao đó? Tôi còn có thể đi đâu? Lại bị ông chủ vô lương tâm lừa đi làm em gái công xưởng, mũ an toàn cũng là trang bị lão nhân gia người ta tặng cho tôi. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, có cần tôi cùng Minh Dung giúp đỡ không? Không cần. Chuyện này nhiều người cũng vô nghĩa, mấy ngày nay tâm trạng của tôi cũng là lên voi xuống chó. Thế là, Nhiếp Tiểu Vũ đã kể lại kinh nghiệm bi thảm của mình từ văn phòng luật sư Kim Hoa ở phố mới CBD bởi vì quá tín nhiệm bộ trưởng Trần. Cuối cùng bị lừa thành em giá nhà máy vùng ngoại ô ngay tai dưới cái nhìn chăm chú của hai vị khán giả. Tư bản quả nhiên đều là máu chảy đầm đìa, tự nhiên cũng không tồn tại thương hoa tiếc ngọc. Hiện tại em còn đang quá nhàn chán, chị Tiểu Vũ có thể chạy khắp nơi tốt thật đó. Này thì có gì? Nếu em cảm thấy thực sự chán, tùy ý chọn một cái trong văn phòng luật phố mới và chuỗi cửa hàng trà sữa, tôi sẽ sắp xếp cho em vào làm, chỉ là mồm miệng cần kín kẽ chút. Chị Tiểu Vũ, chị tuyệt quá. Chẳng qua ấy, ngộ nhỡ mình mà đi, nơi này chỉ còn lại chị Thu Bình rồi. Thôi bỏ đi, mình vẫn lên ở lại đây xem phim thì hơn, chờ tới ngày Trần ca muốn làm việc. Cũng được, thật ra theo hiểu biết của tôi đối với bộ trưởng Trần, hẳn là cũng sắp rồi, nếu không sẽ không sắp xếp tôi đi học tập. Thật ra thì mình cũng muốn biết, bộ trưởng Trần người còn chướng mắt với cả chuỗi cửa hàng trà sữa và văn phòng luật CBD, rốt cuộc nắm chặt bảo bối gì trong tay. Dô Tiểu Vũ tới rồi. Ừ, giận gì chứ? Hôm nay gọi mọi người tới đây, tôi chuẩn bị phát tiền lương của tháng này. Hiện tại em không thiếu tiền, hơn nữa tháng này cũng không làm gì em không lấy. Trong tay tôi còn có chút tiết kiệm, hơn nữa Rocket 101 là do Bằng Phi, Lưu Bằng Phi gây chuyện, cho nên tôi dự định làm không công cho Trần Tổng. Tôi còn có thể chống đỡ được một năm, lúc trước chạy thị trường cùng chị Tịnh, chị ấy đã phát rất nhiều tiền thưởng. Tiền lương ấy mà, nên phát thì vẫn phải phát. Nhiếp Tiểu Vũ cô không thiếu tiền là một chuyện, nhưng có phát hay không thì phải nghe ông đây. Còn chị Thu mỗi tháng mẹ chị đều cần tiền duy trì sự sống đó, không có tiền còn sống thế nào. Đệt, Trương Minh Dung sao cô lại có nhiều tiền như vậy? Cho nên, mỗi tháng vẫn sẽ có tiền lương, chỉ là có hơi điều chỉnh chút mà thôi. Tiểu Vũ cô lên đây chút. Bộ trưởng Trần, có phải ngoại trừ em gái nhà xưởng ra tôi còn cần đi tới vị trí khác học tập hay sao? Vậy không thể quá đáng, tôi còn cần đi học. Cho nên rốt cuộc là quét đường hay là dọn nhà vệ sinh? Tiểu Vũ, nếu như hiện tại cô có 50 vạn, cô dự định làm gì? 50 vạn, tôi định tỉnh dậy trước. Ồ! Tôi vốn dĩ không muốn nói với cô quá sớm. Chẳng qua nghĩ tới nghĩ lui, chuyện này còn thật là không tránh được cô. Mọi người xem tới đây đừng quên ấn like và đăng ký kênh để đón xem sớm nhất những tập mới khi ra nhé.